Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay ngày 19 tháng 2 năm 2021. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút của chương trình. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn phóng sự Xuân người miền biên ải. Thưa quý vị và các bạn, Xuân người miền biên ải, một cái tên mới nghe chắc hẳn quý vị đã cảm nhận được sự ấm áp tình người, có đúng vậy không ạ? Vâng, Xuân người miền biên ải là chương trình của nhóm sinh viên tình nguyện Junco Đà Nẵng thực hiện tại xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc trong những ngày giáp Tết Tân Sửu. Đó là một chương trình tình nguyện có nhiều khác biệt so với những chương trình tình nguyện khác. Tại sao lại khác? Vì những tình nguyện viên đến từ miền Trung xa xôi và chương trình không chỉ đem về những món quà thiết thực về vật chất mà các tình nguyện viên còn đem sức trẻ, lòng nhiệt huyết và kiến thức của mình chia sẻ với nhân dân xã Khánh Xuân. Chương trình để lại ấn tượng và đong đầy cảm xúc. Những món quà từ miền đất xa xôi đang được đoàn từ thiện Junco Đà Nẵng sang xe để vận chuyển đến xã Khánh Xuân, địa phương mà đoàn đã lựa chọn thực hiện chương trình Xuân người miền biên ải vào những ngày giáp Tết Tân Sửu. Họ là những sinh viên đang học tại các trường đại học của Đà Nẵng, đã vượt hàng nghìn cây số, chuẩn bị vài tháng trời để vận động quyên góp kinh phí thực hiện chương trình. Vượt hàng nghìn cây số từ miền Trung đến với người nghèo xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, một trong số huyện nghèo của tỉnh Cao Bằng. Có lẽ điều đó chúng ta cũng cảm nhận được rằng họ là những người trẻ đầy nhiệt huyết và trách nhiệm trước cộng đồng. Những đôi chân nhỏ bé nhưng phải đi đôi dép quá cỡ. Những đôi dép đã rách được thay thế bằng đôi dép mới. Đây sẽ là niềm vui của các con trong những ngày Tết đến xuân về. Bởi cuộc sống nghèo khó của người dân nơi đây, không dễ gì cha mẹ các em mua được đôi dép và những chiếc áo mới cho con em của mình. Những đôi chân nhỏ bé nhưng phải đi đôi dép quá cỡ. Những đôi dép đã rách được thay thế bằng đôi dép mới. Đây sẽ là niềm vui của các con trong những ngày Tết đến xuân về. Bởi cuộc sống nghèo khó của người dân nơi đây, không dễ gì cha mẹ các em mua được đôi dép và những chiếc áo mới cho con em của mình. Junco Đà Nẵng là một tổ chức phi lợi nhuận do sinh viên đề xướng đầu tiên ở Việt Nam, phối hợp với Hiệp hội Junco Nhật Bản thực hiện các chương trình tình nguyện tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận. Thành viên của Junco Đà Nẵng là một nhóm các sinh viên được chọn lọc theo tiêu chí của Hiệp hội đến từ các trường trực thuộc Đại học Đà Nẵng. Chuyến thiện nguyện đến với xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc dịp này, nhóm đã chuẩn bị rất chu đáo. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 160 triệu đồng. Thanh niên tình nguyện Junco để đến được Cao Bằng thì có 3 phần công tác chuẩn bị chính. Đầu tiên là về gây quỹ, thì cái quá trình gây quỹ bắt đầu từ tháng 9 của năm 2020 và cái việc gây quỹ này nó kéo dài tầm 3 đến 4 tháng và kết thúc vào tháng 12. Thì vào cái năm này thì cũng là năm Covid, cũng giống như là ở miền Trung thì lũ lụt rất là nhiều, thành ra là cái việc gây quỹ nó kéo dài hơn mọi năm và việc gây quỹ cũng gặp khó khăn cản trở rất là nhiều khi mà tụi em vừa phải du ca và có thể phải liên hệ với các nhà tài trợ
cũng giống như là năm này thì vì thời tiết của miền Trung không được thuận lợi cho lắm, cho nên là bọn em phải chia cái lịch ra đi bán, nó khó khăn hơn rất là nhiều, và vì thế là cái lịch đi bán nó trải dài và tụi em chốt quỹ nó hơi bị trễ. Ngoài ra thì về cái việc chuẩn bị, công tác chuẩn bị của văn nghệ và truyền thông thì kéo dài tầm 1 đến 2 tháng và chia lịch tập hàng đều hàng tuần. Và cuối cùng là về công tác hậu cần, thì về hậu cần thì là để đóng gói ngoài cho các em 30-40 cái thùng để mà đi từ Đà Nẵng lên Cao Bằng. Đó cũng là một quá trình rất là kỳ công để mà có thể lên được đến đây. Cứ mỗi năm là tụi em lại chọn một nơi ở phía Tây Bắc và những cái tỉnh nơi mà nó ít người tới á. Tại vì là những cái nơi này thì ít cái đoàn thanh niên tình nguyện nào hoặc là ít cái tổ chức thiện nguyện nào có thể mà đi tới như vậy. Ngoài tặng nhiều món quà thiết thực và ý nghĩa cho học sinh, chương trình đã tặng 20 suất học bổng trị giá mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh nghèo vượt khó. Đến với trẻ em xã Khánh Xuân, đoàn còn tổ chức chương trình siêu thị cho bé. Chương trình Một ngày tại xứ sở Thần Tiên và nhiều chương trình ý nghĩa khác. Đây là lần đầu tiên các em ở đây được tham gia một chương trình vui và ý nghĩa đến vậy. Chính vì thế, các em đã hòa nhập với không khí sôi động rất nhanh và dường như quên đi khoảng cách. Còn đối với các thành viên trong đoàn, tất cả đều là lần đầu đến với Cao Bằng, đến với huyện Bảo Lạc xa xôi và gian nan. Nhưng các em rất vui bởi đã thực hiện được một chương trình thật ý nghĩa ở miền biên viễn này. Là một thành viên mới của Junko thì thật sự chuyến đi này là em mang rất là nhiều cái tâm thế khi đến đây. Đầu tiên là sự hồi hộp, thứ hai là sự trông chờ, bởi vì là Cao Bằng rất là đẹp và thật sự em đã trải nghiệm được cái sự đẹp của Cao Bằng. Em thật sự rất là vui vì mình đã là một thành viên của Junko và được đến đây để được gặp các em nhỏ. Thật sự là các em rất là đáng thương và các em rất là dễ thương nữa. Và tụi em rất là vui khi được đến đây để mà tặng những phần quà. Ngoài những phần quà thì tụi em còn có những cái chương trình truyền thông thì rất là bổ ích. Và em nghĩ rằng là sẽ giúp ích được rất nhiều cho tất cả các em ở đây. Thì như mọi năm thì Junko Đà Nẵng lại tiếp tục một hành trình mới. Năm nay là xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Thì thật sự khi đến đây cảm thấy rất là ngẹn ngào vì đời sống của các em còn rất gặp nhiều khó khăn. Các bác, các cô, các chú ở đây đã tiếp đón đoàn Junko chú đáo và cũng rất là mừng vì sau gần 2 ngày hoạt động thì các em học sinh đã hòa nhập rất nhanh với các anh chị. Điều đó là một điều thật sự là mừng. Điều kiện thời tiết khí hậu ở đây cũng hôm nay cũng rất là ủng hộ cho đoàn Junko có thể tham gia thực hiện hoạt động tình nguyện này. Đường xá thì thật sự là khi di chuyển thì cảm thấy rất là có một chút gì đó là khó nói lên lời, tại vì đường xá rất là khó khăn thì không biết là như con người ở mình ở dưới đó thì có thể thoải mái vấn đề di chuyển, nhưng mà các em ở đây thì khi gặp đau ốm hay là có khó khăn gì đó thì thật sự là rất là ngạc ngào và mong muốn là làm một cái điều gì đó tích cực hơn cho các em. Chương trình không những tổ chức tặng quà và tổ chức vui chơi cho học sinh mà còn tập trung tuyên truyền kiến thức cho người dân về truyền thông nâng cao nhận thức về tảo hôn, vấn nạn buôn người trái phép sang Trung Quốc, tuyên truyền các kỹ năng giúp trẻ em tự bảo vệ bản thân mình trước các mối nguy hiểm trong cuộc sống ở vùng cao biên giới. Nâng cao nhận thức các vấn đề về an toàn sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, và tư vấn nam học. Đây là những kiến thức
mà người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người khó có cơ hội để tiếp cận. Đây là một cái vinh dự lớn cho địa phương khi mà đoàn chọn xã Khánh Xuân là một xã nghèo, xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để thực hiện cái chương trình thiện nguyện. Thì tôi cho rằng đây là một cái tình cảm rất là đặc biệt của các thành viên trong đoàn dành cho địa phương. Họ đến từ rất xa, họ không chỉ mang đến những cái món quà đầy ý nghĩa để giúp bà con nhân dân nghèo và học sinh nghèo trên địa bàn để bớt đi những cái khó khăn vất vả trong cuộc sống, mà còn tổ chức nhiều cái hoạt động chương trình truyền thông giúp cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền về phòng chống buôn bán người, phòng chống tảo hôn, giáo dục giới tính cho học sinh. Đây là một cái chương trình mang rất là nhiều ý nghĩa và thiết thực, đem những cái thông điệp rất là quan trọng cho các cháu học sinh. Thì tôi thấy là các cháu học sinh khi mà tham gia chương trình thì rất là vui mừng, phấn khởi và lý thú khi mà được trang bị những cái kiến thức cơ bản cho bản thân. San sẻ yêu thương và trách nhiệm trước cộng đồng là tình cảm mà nhóm thiện nguyện Junco hướng đến. Mặc dù thời gian không nhiều, nhưng các thành viên trong đoàn tình nguyện đã dành thời gian đến hỏi thăm, động viên, tặng quà cho những người lính biên phòng đang làm nhiệm vụ tại các chốt chặn chống dịch COVID-19. Những việc làm ấy thể hiện tình cảm và lòng biết ơn của những người hậu phương đối với các chiến sĩ nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Mùa xuân đã đến, Tết đã về. Trên những nẻo đường, triền núi, hoa mận, hoa đào đã rực nở, chào đón một năm mới. Và dường như xã Khánh Xuân thêm ấm áp bởi được đón nhận tình cảm từ các thành viên của đoàn thiện nguyện Junco Đà Nẵng. Họ đem tất cả những gì yêu thương nhất, nhiệt huyết nhất và tình người nhất đến với người dân nơi đây. Những món quà quý giá không phải đo đếm bằng con số, bằng những gì hiển hiện mà chúng ta nhìn thấy, mà nó có giá trị về mặt tinh thần. Mỗi thành viên trong đoàn đã đem cả kiến thức đến với bà con. Ngọn lửa ấm đã lan tỏa khắp bản làng như sự lan tỏa từ chính hành động, việc làm ý nghĩa của mỗi thành viên Junco Đà Nẵng. Họ đã vượt hàng nghìn cây số, chở mùa xuân từ miền Trung đến với miền đất khó, Khánh Xuân Bảo Lạc. Thưa quý vị và các bạn, xác định thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm. Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng luôn đề cao, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trên tinh thần tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên. Từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Trên tinh thần đó, Đảng bộ xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng đã phát huy tốt vai trò lãnh chỉ đạo, giúp cho xã đủ điều kiện về đích nông thôn mới trong năm 2020. Những ngày đầu tiên triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Chu Trinh gặp khá nhiều khó khăn do xuất phát điểm thấp, nhân dân chủ yếu canh tác nông nghiệp, manh mún, nhỏ lẻ, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Trong quá trình triển khai thì địa bàn xã Chu Trinh là một xã nông nghiệp thuần nông. Nhận thức người dân có một số hạn chế, đặc biệt là cái thu nhập thấp. Do vậy, trong quá trình triển khai gặp cũng khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thì sau
5 năm thì cũng được bà con nhân dân đồng tình ủng hộ. Và trong quá trình triển khai ấy, thì xã đã tổ chức huy động hệ thống chính trị từ cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đến các cái xóm thì được bà con nhân dân ủng hộ cao. Do vậy là công tác xây dựng nông thôn mới đến thời điểm khởi điểm và đến hiện tại thì chú Trinh đã hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới. Để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã Chu Trinh đã họp và ban hành nghị quyết về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020. Từ đó, Hội đồng Nhân dân xã ban hành nghị quyết thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới. Ủy ban Nhân dân xã xây dựng chương trình, kế hoạch và thành lập các ban phát triển nông thôn mới ở các thôn. Trên cơ sở chủ trương xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân xã quán triệt đến từng thành viên ban chỉ đạo, ban quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc từng cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho mỗi tổ chức, đoàn thể phụ trách một số tiêu chí liên quan. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân xã Chu Trinh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đặc biệt là Hội Nông dân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Năm 2015, xã Chu Trinh chỉ đạt 9 tiêu chí nên chương trình xây dựng nông thôn mới đã được Đảng ủy xã triển khai quyết liệt. Với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau, những năm qua, các chi bộ, đảng viên trong xã luôn gương mẫu thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực chung tay góp sức tham gia xây dựng nông thôn mới. Điển hình là chi bộ xóm 4 đã phát huy tốt vai trò của tổ chức Đảng trong công tác vận động quần chúng xây dựng nông thôn mới. Chi bộ ra được nghị quyết để mà lãnh đạo vận động toàn thể nhân dân thực hiện theo cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng thôn mới, thì qua đó đã tạo được có cái từng năm vừa qua, đặc biệt là năm 2019, năm 2020 thì cơ bản là được nhà nước đầu tư về cái xi măng cũng như là về vật liệu xây dựng đường, trường, nhà văn hóa ở xóm, thì nhân dân cũng đã đồng tình ủng hộ. Thì đến giờ phút này cơ bản là toàn xóm 4 là đa số là có đường bê tông đến tận nhà, tận ngõ. Riêng năm 2020 này thì được sự nhà nước của đầu tư thì 100% là các hộ gia đình đã di dời chuồng trại ra khỏi sàn nhà, sàn nhà, và cũng như là tạo được niềm tin. Từ đó thì cũng đã vận động tuyên truyền nhân dân cùng thực hiện, nên cơ bản là đã giúp góp phần cùng xã nhà để hoàn thành với đích nông thôn mới trong năm 2020. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng đến từng xóm, từng nhà dân. Từ đó, mỗi người dân ý thức hơn về vai trò của mình, chung tay cùng chính quyền địa phương sớm về đích nông thôn mới. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, chính quyền xã Chu Trinh xác định nâng cao thu nhập cho người dân là tiêu chí cốt lõi để thực hiện các tiêu chí khác. Vì vậy, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để từng bước nâng cao thu nhập cho người dân được lãnh đạo xã đặc biệt quan tâm. Xã đã xây dựng đề án chăn nuôi gà ri lai với số lượng 50.000 con, hỗ trợ 100% giống, 70% thức ăn công nghiệp cho các hộ dân đăng ký nuôi. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi và chăm sóc gà cho nhân dân. Một trong những hộ nuôi gà ri hiệu quả là gia đình anh Hoàng Văn Khoa, nuôi gà 2.000 con theo phương pháp an toàn sinh học, được nhiều người biết đến. Vâng, đối với dự án gà thì tổ chăn nuôi hợp tác xã của Chu Trinh thì hiện tại đang nuôi là có 49.000 con gà và tất cả đều đang theo hướng là an toàn sinh học. Đối với hướng an toàn sinh học đối với gà thì chúng tôi theo một cái quy trình rất là cụ thể, từ khâu chọn giống đến kỹ thuật chăm sóc úm cho đến chuồng trại, không lợi dụng vaccine vào trong quá trình chăn nuôi để cho an toàn người sử dụng thực phẩm. Được đánh giá là một trong những tiêu chí khó khăn nhất
suốt 5 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, các chi bộ đã triển khai vận động nhân dân phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống và sức khỏe nhân dân được xã đặc biệt quan tâm, tổ chức khám chữa bệnh và tư vấn miễn phí cho nhân dân. Mỗi năm, xã tổ chức khám chữa bệnh cho trên 300 lượt người. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã phát động đợt thi đua 90 ngày cao điểm xã Chu Trinh xây dựng nông thôn mới về đích năm 2020 đến các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong xã. Chương trình đã tạo được không khí sôi nổi, động lực để các cá nhân, tổ chức thi đua lập thành tích, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Qua đợt thi đua đã huy động được 1.200 ngày công làm đường giao thông nông thôn, nạo vét mương, xây dựng mương thủy lợi, tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Huy động đóng góp được 134 triệu đồng xây dựng đường giao thông nông thôn. Sự đồng tình, ủng hộ và nhất trí cao của các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân là động lực giúp Chu Trinh hoàn thành 10 tiêu chí còn lại, củng cố, nâng cao 9 tiêu chí đã đạt được, gồm tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, tiêu chuẩn danh hiệu làng văn hóa, gia đình văn hóa. Các chính sách, nghị quyết được ban hành đã tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn xã, phát triển mạnh các mô hình kinh tế trang trại, gia trại. Đến nay, mức thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 36 triệu đồng trên một người trên một năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,75%, hộ nghèo đa chiều. Trong số hơn 20 tỷ đồng xã Chu Trinh đã thực hiện xây dựng nông thôn mới, có 20% được đóng góp từ sức dân. Từ các nguồn lực này, xã đã đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống. Trước hết, xã tập trung cải tạo, mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn. 100% đường từ trung tâm xã đến thành phố được nhựa hóa. 77% đường trục xóm và đường liên xóm được cứng hóa. Ngoài ra, hệ thống kênh mương, hồ đập thủy lợi được sửa chữa, nâng cấp, đáp ứng cơ bản nhu cầu tưới cho hơn 97% diện tích cây trồng vào mùa khô. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, an ninh trật tự được giữ vững và phát triển. Mục tiêu của Đảng bộ xã trong thời gian tới là tiếp tục giữ vững và nâng cao 19 tiêu chí nông thôn mới đã đạt được. Đặc biệt là các tiêu chí liên quan đến phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Xã cũng đã đề ra những giải pháp cụ thể đối với từng nhóm tiêu chí để công cuộc xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mà còn thay đổi cả cách nghĩ, cách làm và quan trọng nhất là thay đổi chính cuộc sống của người dân. Trong thời gian tới thì về phía xã, đặc biệt là để công bố xã hoàn thành nông thôn mới thì xã sẽ tiếp tục chỉ đạo hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các ban đoàn thể sẽ tiếp tục triển khai, tuyên truyền, vận động người dân giữ vững các tiêu chí đã đạt và tiếp tục nâng cao một số tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng thôn mới theo quyết định 371 của Ủy ban nhân tỉnh. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, sự đồng tình ủng hộ của toàn thể nhân dân đã giúp xã Chu Trinh hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ những kết quả đã đạt được trong 5 năm đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã đối với chương trình xây dựng nông thôn mới. Tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ xã Chu Trinh sẽ tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí trong những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch hàng năm, du khách thập phương lại nô nức chảy hội chùa Sùng Phúc, lễ hội truyền thống lớn nhất và lâu đời nhất của huyện Hạ Lang, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc của các địa phương. Theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí và sách Việt Nam Dư Địa Chí, chùa Sùng Phúc thuộc Tổng lệnh cấm, nay là thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Hội chùa hàng năm mở vào ngày rằm tháng Giêng, thu hút đông đảo khách thập phương chảy hội cầu may. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của huyện Hạ Lang. Lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người dân Hạ Lang gắn với lịch sử hàng trăm năm của ngôi chùa được xây dựng thời vua Trần Nhân Tông giai đoạn 1279-1293. Chùa Sùng Phúc ban đầu có tên là Sùng Khánh Tự, thờ Phật và thờ các nhân vật có công trấn ải vùng biên giới. Năm Cảnh Hưng thứ 43, thời nhà Lê, chùa được trùng tu và đổi tên là chùa Sùng Phúc. Chùa thờ Đức Phật Quan Âm Bồ Tát ở hậu cung có tượng Phật Bà. Bên trái thờ vị Thành Hoàng, người có công chiêu dân khẩn hoang lập bản làng,
ông Nguyễn Thành Vương, tức Nguyễn Đình Bá, 1678, Chi Châu Chư Lang, quê ở thôn Bình Dân, Phủ Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, sau làm đốc đồng ở Cao Bằng. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí có viết, Viên Loạn ở Cao Bằng hồi xưa, viên đại thần đã qua đời Nguyễn Thành Vương, tức Nguyễn Đình Bá, quê Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, năm 1678, được phong là Chi Châu Tư Lang, sau làm đốc đồng. Vâng mệnh ở luôn trên trần ấy 7 năm, nhân dân các bản đều mến phục. Sau ông mất tại đó, nhân dân địa phương vì thương tiếc mà nghỉ mất mấy phiên chợ liền, lại dựng đền mà thờ. Chùa Sùng Phúc còn thờ chàng vi đồ là bà Nguyễn Thị Duệ, người làng Kiệt Đặc, nay thuộc xã Văn An, huyện Chí Linh, Hải Dương. Tương truyền, từ khi còn nhỏ, bà theo cha lên Cao Bằng thời vua Mạc Kính Cung. Năm 20 tuổi, bà cải trang làm nam thi đỗ tiến sĩ đầu bảng ở trường Quốc học Bản Thành, Cao Bằng. Khi thi đỗ, bà được mời về Ly Cung Đống Lân để dạy học cho hoàng tử, công chúa. Năm 1625, nhà Lê cử tướng Trịnh Kiền lên Cao Bằng bắt được vua Mạc Kính Cung đem về Thăng Long trị tội. Bà Duệ chạy về Hạ Lang đi tu ở chùa Sùng Phúc. Bà tài cao học rộng, mở lớp dạy học, giảng về giáo lý nhà Phật. Bà được quan châu Nguyễn Đình Bá mến mộ, truyền cho nhân dân ngoài vùng lệnh cấm, không cho ai được lai vãng đến chùa để che giấu tung tích bà đang bị nhà Lê truy tìm. Nhưng nhà Lê biết tin bà Duệ ở Hạ Lang đã đón bà về Thăng Long. Sau, người dân tưởng nhớ người thầy nghèo Nguyễn Thị Duệ đưa bài vị vào chùa để thờ. Hiện nay trong chùa còn Đức Phật tượng Quan Âm Bồ Tát, tượng Thành Hoàng, tượng Phật, bia chùa Sùng Phúc khắc chữ Hán cổ, đại ý là mưa thuận, gió hòa, A-di-đà Phật. Ngày 29 tháng 1 năm 1993, chùa được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Dù cuộc sống bộn bề, kinh tế thay đổi, nhưng lễ hội chùa Sùng Phúc năm nay vẫn được duy trì theo đúng bản sắc, tính chất dân gian truyền thống bao đời. Hội bắt đầu từ lễ khai quang cho rồng mở mắt, diễn ra từ ngày 8 tháng Giêng âm lịch. Lễ hội tiếp diễn trong 2 ngày 15 và 16 tháng Giêng. Thưa quý vị và các bạn, có vô số món đặc sản trong dịp Tết, nhưng hiếm có món nào mà từ Tết lại được gắn liền như hiển nhiên, như ấn định, tiềm thức bằng mứt Tết. Dù xã hội ngày một hiện đại, nhưng giá trị của mứt Tết vẫn không thay đổi. Nó hiện hữu như món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về. Xưa khách tới thăm nhà, chúc mừng năm mới, gia chủ không thể thiếu khai mứt trên bàn dành mời khách. Mứt cũng là món quà Tết đáng trân trọng, thể hiện bản sắc ẩm thực vô cùng độc đáo. Gần gũi có mứt dừa, mứt bí, cà rốt, quất, mứt trứng chim, trang trọng một chút có mứt sen. Mứt mang vị ngọt ngào, ấm áp, bổ sung xuân sức cho thêm tròn đầy. Thông thường, hộp mứt thường có 5 hoặc 10 vị. Hộp 5 thứ mứt gọi là ngũ vị, 10 thứ thì gọi là mứt thập cẩm. Vì là thứ mứt cao sang bậc nhất nên khó có loại mứt gì bì được với mứt sen trần. Những hạt sen phơi khô, bảo quản chăm chút từ khi còn tươi vụ hè, đến gần cuối năm mới đem ra gào đường làm mứt. Những viên mứt nhỏ tròn, màu hanh vàng, bọc trong lớp vỏ lấm tấm đường, mang vị ngọt ngào mà tinh tế. Không ai có thể ăn nhiều mứt sen một lúc, bởi thật ra mứt có vị ngọt xuất sắc. Nhưng đôi lúc nhẩn nha một vài viên, nhấp một ngụm trà thơm, vị ngọt, vị chát, cùng hơi nóng ấm quyện lại, tạo cảm giác thư thái thú vị, khiến câu chuyện đầu xuân thêm vui vẻ, rộn ràng. Mứt dừa dễ làm, lại thơm và dễ ăn nên thường được các bà, các mẹ lựa chọn để tự tay thực hiện cho Tết vui và lành. Mứt được làm từ cơm dừa bào mỏng cùng đường cắt trắng, thành phẩm có vị ngọt thơm tự nhiên, vị ngậy béo đặc trưng của cùi dừa. Tùy theo sở thích mà khi chế biến, mứt dừa được thêm màu sắc bắt mắt cũng từ những nguyên liệu tự nhiên như lá dứa, cà rốt, nước nghệ. Công đoạn tuy giản đơn nhưng để làm ra món mứt ngon cũng là bao thời gian, tâm huyết, tình cảm của người phụ nữ trong gia đình. Mứt truyền thống còn mứt bí, mứt gừng. Chỉ ngay vừa đầu tháng chạp, các mẹ lại để dành những quả bí già, những củ gừng già tươi ngon để chuẩn bị làm mứt Tết. Gừng thái mỏng, bí sắt miếng rồi cũng qua các công đoạn ngâm nước vôi, xên đường, gia giảm hương liệu, màu sắc để có những miếng mứt ngon, đảm bảo. Rồi còn vô số loại mứt khác như mứt quất, mứt mận, cà rốt, vỏ cam. Mứt Tết nếu tự tay chế biến đều chứa đựng giá trị tinh thần và tình cảm của người làm, nên mứt Tết là món quà ý nghĩa và đáng trân trọng trong dịp đầu năm.
mứt không chỉ làm phong phú mà còn giúp trung hòa hương vị ẩm thực cho ngày Tết. Nhưng đời sống hối hả, ngày nay mứt công nghiệp hay thông tin về mứt kém chất lượng tràn ngập thị trường nên nhiều người không chọn mua mứt làm quà, thay vào đó là các loại bánh kẹo đắt tiền. Sẽ như thế nào nếu một ngày Tết thiếu đi vị mứt? Đó sẽ là một niềm nuối tiếc không thể nguôi ngoai. Đến đây chương trình Cao Bằng Ngày Mới xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.